Vâng, em MC Bình Định xin chào tất cả các bác ở mọi miền Tổ quốc. Chiều nay em có về 3 sản phẩm và một cái lo sốc và một cặp lo AR2A. Thì ba con ly này về trong chiều tối nay. Đó là hai con 7070, một con sừng vàng, một con sừng trắng, tất cả đẹp xuất sắc, máy bãi, hàng này đấu giá hay bay về. Thì giá luôn công bố cho các bác và giá tốt nhất là giá 19 triệu bao ship toàn quốc cho các bác nha. Và tiếp theo đó là một em khủng long G, dòng G nha các bác. Dòng G thì các bác không ngán lo nào rồi. 8700 dB. Và dòng có mạch âm thanh Dolby nha các bác. 8700 dB, công suất là 500W nha, chạy 8 xô. Dòng này size rất là lớn, thích hợp cho các bác chơi đa thể loại loa, loa bốt, loa Shark Wing, loa 99A, 88A vân vân. Trưng bày rất là đẹp vì ngoại hình nó rất là to và gấu. Và giá em nó là 30.500.000. Tất cả là hàng tuyên tròn kỹ lưỡng cho các bác. Sau đây mời các bác chiêm ngưỡng vi đẹp của nó nha. Khi nó lên đèn. Đấy. Đây, đây là vi đẹp của khi nó lên đèn. Đấy. Các bác có thể thấy được con G8700 dB. Em vẫn luôn luôn tiếp tục luôn có hàng cho các bác nha. Cách đây một tuần thì cũng về một con thì cũng đã có chủ rồi. Các bạn có thể thấy được cái đồ đẹp của sản phẩm nhé, éo ánh luôn nha. Dòng này thì chạy là hai cầu loa, đánh một lần hai cặp, chỉnh bass mic check có lo nét, là dòng receiver nên là các bác vừa nghe hay vừa bài đẹp, đẹp keng sa beng từ phía trên nóc luôn này. Các bạn có thể thấy xem này, hàng em đi chọn rất là kỹ nên các bác yên tâm về đồ đẹp và đồ zin. Tất cả hàng bán ra em bao zin hết cho các bác nhé, là chắc bãi hết. Và tiếp theo là hai con 7070, con này là sừng vàng nha, đồng giá như nhau, tại vì em mua nhập về là một giá nên em không có bán theo kiểu mà vàng bán cao mà trắng bán rẻ, không phải, nó một giá nha các bác. Tất cả đều nó có đồ đẹp như nhau, xuất sắc. Tí nữa sẽ mở ruột gan từng con cho các bác cùng xem. Đây là con sừng trắng, con này là hàng Mỹ, điện 120V nha, con này hàng Mỹ nòi nha các bác, điện 120V. Các bác có thể thấy được cái đồ đẹp sản phẩm nhé. Con này là con Mỹ nòi này, điện 120V. Các bác có thể dùng điện 110, 117, 120. Giá là 19 triệu. Còn đây là hàng xuất Mỹ, chạy đa cầu điện, điện 100, 110, 120, 220. Vẫn giá là 19 triệu nha. Con này sexy vàng. Các bác có thể thấy được cái độ đẹp đó nha. Đấy. Các bác nào chốt thì alo cho em qua số điện thoại ở góc trái màn hình. Về phần thùng vách thì các bác yên tâm, rất là đẹp nha. Con này đẹp kiến công luôn nha. Con 8700 này, con 8700 dB, em mở ốc sẵn rồi. Góc cạnh một tuyệt vời luôn nha. Con nào cũng thế nha. Chào mời các bác xem video. Video như thế này. Con này là con phía trên là con sừng vàng nha, có cái tem này, seri là 1346 nha, 1346, chạy hai cầu loa. Con này là seri là 2495, cũng là hai cầu loa. Con này riêng con này là hàng Mỹ, điện 120V nha. Con này là đa cầu điện nha, tất cả đẹp long lanh nha. Này, các bác có thể thấy phía sau của con 8700 này, 8700 dB này, được này về là seri là 0381, chạy đa cầu điện 500W, 8 con sò. Các bác có thể thấy được cạnh này, cạnh của ốp gỗ này nó rất là mới nha. Và sau đây sẽ mở ruột gan để các bác cùng chiêm ngưỡng nhé. Vâng, thì hai con san sui đây, 7070, một con sừng vàng nha các bác, một con sừng vàng và một con sừng trắng, đều là đẹp hết nha, xuất sắc. Trắng vàng thì các bác không cần quan tâm, chỉ mé đẹp zin. Trắng vàng là chỉ có những con cao cấp như là 9090 dB thì các bác nên là mua mèo vàng cho em, tại mèo trắng con 9090 dB nó không có giá. Đấy. Đây, 7070. Và đây là con 7070 sừng trắng, đều đồng giá là 19 triệu nha. Thì là giá 19 triệu ấy. Mà cả đẹp keng hết nha. Đấy, em để cái vỏ gỗ cho các bác xem con 8070 được này nó về nó đẹp cỡ nào. Con này thì các bác chơi hai cặp lobo thì tuyệt vời, hay là những cặp Shark Wing Vega. Cặp 40 955 933 dòng 180A. Cả những dòng HBM, RB đánh tốt, dòng G là đánh rất là tốt, tất cả dòng loa Mỹ, loa Nhật em nó đánh rất là tuyệt vời.
các bác sẽ thấy được cái đồ mới từ những cái nấm nút này. Đấy, con này các bác sưu tầm hết ý luôn. Vâng, đây là ruột gan của con tắn 7db chạy nguồn xuyến nha các bác. Đấy, rất là mới luôn nha. Chưa vệ sinh này. Đó, rất là mới và xuất sắc nha. Bác nó chốt thì alo cho em nha. Đây là cái cầu chuyển điện của nó nha các bác, chuyển điện đang để điện 100V. Các bác có thể xài 220 gỡ cầu và chuyển qua thôi. Rất là mới, một con G8007DB. Hạt sưu tầm nha các bác có thể thấy được cái phía trên này cực kỳ đẹp luôn nha. Khi nó lên đèn tuyệt vời. Video này hôm qua 3 sản phẩm đến từ Sansui 7070 giá 19 triệu và G8007DB là dòng khủng long giá là 30.500.000, tất cả giá em cân đối và đã bao ship cho các bác. Các bác chốt hàng thì alo cho em qua số điện thoại góc trái màn hình. Cảm ơn các bác rất là nhiều.